Hello, trưa thứ bảy. Khoảng chừng 3 giờ mấy chiều. Thời tiết khá tốt hôm nay. Bây giờ gió đang mát mát. Ở nhà mình thường ăn trái đu đủ. Và mình thế này nè, mình thường thường á. Bây giờ ha, mình nói là nếu mà người nào mà muốn trồng đu đủ á thì trồng như cách này nè. Mình gọt đu đủ xong ha, giống vậy. Mình gói lại. Đó là cái nhiệt trình như vậy nè. Đó là không có cần mà công phu kiểu cọ gì hết trơn á. Đó. Ha. Xong. Cái này mình chỉ làm một cái mẫu thôi. Chứ thật ra mình không có muốn trồng đâu nhiều quá trời rồi ha. Ví dụ vậy ha, cái mình có một cái chậu chậu bông chậu trồng cái gì cũng được hết. Ví dụ vậy, cái mình bắt đầu bỏ nó xuống, bỏ nó đó. Xong rồi á, mình để như vậy không cũng được, mà mình nếu mình có đất thì mình để lên thì càng tốt. Nha, bây giờ mình đi thì kiếm một cái chậu ha. Kiếm một cái chậu đất nào đi ha. Coi mình có cái chậu đất không nào không? Để coi mình có chậu đất không. Cái chậu nào của mình nó bị chết, cây chết. Để cậy chậu này đi, cây nó chết rồi đó. Thì mình nói là cái theo cái kinh nghiệm của mình mà ở nhà mình có quá nhiều cái đu đủ đó. Hồi đó mình không biết trồng đâu, phải đi mua mà còn chết lên chết xuống. Đây nè ha, cái mình hồi nãy mình gói ở đó gì, gói đó ha. Mình nhiều hơn đi, đất nhiều hơn thì càng tốt. Rải nó lên một lớp rồi á, xong rồi mỗi ngày á mình tưới cây đó, mình cứ tưới lên nó ẩm 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 á. Xong cái xong cái giỏ mà đu đủ đó nó sẽ mục ra, rồi bắt đầu là cái hộp là nó mục luôn đó. Thế nó bây giờ nè, bây giờ mình chỉ sơ cho ha là cây đu đủ nhà mình nó mục cho mày từ đằng trước tới đằng sau, là tại vì trong cái đất của mình nó có quá nhiều hạt giống của đu đủ, nếu mình đang đó muốn nữa bây giờ đâu có đất đâu trồng. Vậy đây ha, đó là cái cách mình trồng đu đủ. Thôi bây giờ là mình sẽ quay một vòng sơ những cây đu đủ mà bây giờ là mình nhìn thấy nó, còn có những cây mà mình nhìn không nhìn thấy nó thì thôi. Đây là những cây đu đủ của mình đó, giờ ở đâu nó cũng có hết á. Mình chỉ cho coi thôi á ha, nó sót nó nhiều lắm luôn đó. Đấy nè, quá chừng ha. Đây nè, đây nè. Đó là cái kiểu mà mình cũng để chơi xuống vậy đó, một cái gối vậy đó mình để xuống vậy đó, nó mọc ngừ hết trơn luôn á đó. Những cái mà nhỏ nó chết rồi, còn những cái mà nó mọc được bao nhiêu đây đó. Xong đó là một cây ha, đây nữa nè, đó. Nhiều lắm. Mình coi nè, cái đất mình vừa hổm mình đi trồng rau vậy mình lên được hai cây đầy đủ, một tới cứng luôn á, một cứng một già luôn rồi đó ha. Cây này á, mà được mà có đất á, mà mình bỏ xuống mình trồng á là tốt lắm, bởi vì nó đã già rồi á, thân nó cứng hết trơn rồi nè. Vậy mà có nhiều bữa mình phải bứng bỏ, mình cần cái chậu á, cần cái chậu quá cái mình bứng bỏ, nhiều khi uống dễ sợ luôn, nhưng mà cũng phải bỏ. Đây nè, một nằm ở trong cái chậu rất là nóng, thời tiết nhiều khi những cái ngày nắng nóng vẫn mọc được luôn đó. Mình cũng muốn chỉ cho coi hết tất cả các loại cây đu đủ nhà mình có luôn chứ, bởi vì đó là một cái chứng minh là nó rất là dễ trồng, rất là dễ mọc. Nhưng mà cái thời tiết ở đây á, mình không có thể nào mà mình trồng cho tới ngày mình có trái được, là tại vì giữa khi nó đang ra trái cái là nó bị chết, cái là ốc sên lên ăn hết trơn. Thành ra nhà mình trồng cái gì thì trồng, chứ mà trồng nó đủ chưa được, nhưng mà mình sẽ thử hoài, sẽ thử hoài cho tới được thôi ha. Đó ha,
Hôm trước ở đây có ba cây rồi, nhớ không? Mình đã đem bên trước trồng đó, chút xíu mình ngăn trước mình chỉ. Đây nữa nè, bây giờ mình thấy nữa nè, có một cây nè, đó. Lâu 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 cái mình thấy có một cái cây xuất hiện vậy đó. Nó làm cho mình bất ngờ lắm. Rồi ở đây nè, hôm trước mình ra tới cây mình thấy nè, nó cười lắm nè. Cái chậu mình treo vậy á, mà vẫn có luôn rồi nè, ba cây một nè. Đó, ở đây nè, đó. Đâu phải là ngộ không, đó. Đâu phải là mình trồng, đó. Trong cái đất á, trong cái đất mình trồng kiển đó, vậy á, một luôn đó. Thế cho bây giờ, để coi có thời gian mình sẽ sắp xếp mấy cái cây ở đây nè. Đó, phía sau của nhà mình đó, trồng mía, trồng chuối, trồng lum đó. Cần phải dọn mấy cái đồ, này, đồ phế thải. Đó, ở đây nè. Trời ơi, một cây tươi tốt luôn. Dễ dữ vậy đây. Nó là vậy đó. Nhớ lại cái những cái năm về trước á, mà mình không biết trồng á. Trời ơi, mình phải đi mua. Mình phải đi mua đó, một cây từ 5 đồng tới 15 đồng. Đó, bây giờ đây có hai cây nữa đó. Mình biết làm sao, nhiều khi mình cần chậu quá đó, chắc mình cũng phải bỏ nó luôn à. Rồi đó, thêm một vậy đó. Giờ là mình đi một vòng, mình chỉ những cái cây đu đủ mà mình gói cái kiểu hồi nãy mà nó một cái chùm cho coi ha. Đây cái nè, nó một ở trong này, nó một cái chùm luôn nè. Trong này thôi ha, là mình thấy nó là 5 cây luôn á. Coi như là hôm trước mình nói cái này rồi, nói ha, nói rồi ha, đây cả một cây đu đủ, 2, 3, 4, 5, trời ơi, 5 cây đó. Cái trường hợp là như vậy đó, mình cứ bỏ xuống, giống như mình muốn lấy cái vỏ làm phân chứ mình muốn bỏ rồi cái vỏ thì nó dính vô cái hộp, chứ không lẽ bây giờ mình ngồi mình tách cái hộp ra đó. Vậy đó. Xong rồi hôm trước á, mình thấy bỏ uổng quá thì mình mới chiết ở đây ba bốn cây nè. Vậy xong rồi nó chết rồi, xong cái mình gãi hộp nữa. Vậy nó mọc được vậy nè ha, cây này chắc là sống luôn ha. Đó, chắc chắn rồi. Cái này thì ấy, bữa nay hồi sáng mình cũng có nói sơ mà, hồi bữa hổm cái mình đứng đây nè, mình giục hộp nè. Đó, giục hộp rồi thì giờ nó mọc nè. Nè, vô cái tay của mình nè. Đó, cái này là cây bậy bạ, tháo ra nó vậy đó. Xong rồi mình thấy nó mọc ở đây nè, đây là dễ nảy không. Xong rồi cái bên hổm mình giục đại thôi á, mình cứ lắp một cái lớp đất mỏng thôi á, đây cũng mọc được luôn. Nhưng mà ở đây là vậy, khi mình mọc lớn tới vậy luôn, tới có trái luôn thì nó bị chết. Hôm trước mình mới dọn đất, dọn sạch sẽ chỗ này, thấy không uổng ghê chưa, có trái luôn rồi đó. Mà cái này thì đi đủ được, uổng ghê á, chịu không nổi với cái áp sên ở chỗ cái vùng này. Rồi mình cho coi nè, mấy cây mình trồng ở đây sập ngã chưa, hư hết à, sập ngã. Trong này thì Quỳnh cũng đang trồng một mớ nè, có trái kìa, dễ thương quá, có trái. Vẫn giúp nó đi làm gỏi được. Trời ơi, cái đọt khoai leo lên tới hàng rào luôn, đọt khoai lang á, mình phải kéo giật xuống mới được, để nó leo qua tên tùm lum nhà người ta. Đó, hôm trước mình là ấy kìa đó, đất ít quá mà ham trồng.
Đó, nó một nó gán dương lên để mà nó lấy ánh nắng đó. Đó, đó. Một, một góc, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Mình biết mình làm sai mà mình làm vẫn làm. Có chút xíu đất mình làm tới 7 cây lận. Mà mình trồng, hình như bữa đó mình trồng 8 cây hay gì. Coi như là mọc sống gần hết luôn. Chỉ chết có một hai cây thôi đó. Mà cái này là không có ánh nắng này. Hay không ánh nắng chang kịp với người khác. Cho nên là đều eo đều đỏ đều eo đó vậy đó xum xê vậy đó. Thôi mình lấy cái máy của mình cao ở trên để mình lấy cái cảnh nó hơi đẹp đẹp một chút đó. Còn nữa nhiều lắm bạn, mình thiệt là thấy cái cây đu đủ này nó càng lúc nó càng dễ trồng, cứ gãi hột xuống đi, đấm một nè đây đó, trời ơi như đấm rừng đó, đó là như vậy nè, coi nè, toàn là đu đủ, một cây hai cây khỏi cái đếm luôn ba, ui ngùi luôn, cái là đu đủ của một trái đó, đây nè, đó, đây nè, đây nè, đây nè, thấy không? Trời đất ơi, quá trời quá đất rồi. Mình có hai thứ mà hay giũ hột tùm lum, đó là đu đủ và cà chua. Mình hay gãi gãi hột vậy đó. Thỉnh thoảng thì có gãi giũ cái hột ớt, nhưng mà hột ớt thì nó có vẻ nó khó mọc hơn là đu đủ và cà chua. Cà chua cho đu đủ nó rất là dễ, chỉ gãy hột như vậy là nó mọc lên. Thôi thì mình cũng đi ra phía trước để mà mình cho coi cái hột đu đủ hôm trước mình gãi đó, với lại cây đu đủ hôm trước mình bỏ xuống đó. Mình chỉ lựa những cái ngày mưa dầm mình hay trồng cây lắm, thì trồng vào những ngày khác thì cây nó không khó bắt gãy quá. Đây, tại sao cây này lại không không phát triển được à, mình cũng thắc mắc á. Còn cây bên đây thì tốt nè. Hả, tại sao vậy? Chắc là tại bên đây đủ ánh sáng không nè. Nó thiệt tốt ha, mà bữa đó mình làm một cách rất là nhẹ kìa, nhẹ tay kìa, không có dùng mà đào sâu gì hết. Thiệt, mình chỉ dùng được cái sức của mình bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu thôi đó. Cái này nó có được không đó. Rồi á, cái nhạc viên nữa đó là đây nè đó. Sau đó thì mình có cái hộp nữa, rồi mình mới gãy nó, gãy nó, gãy nó xuống. Tại vì mình nghĩ là những cái này nó không biết nó sống hay không, thì mình mới gãy cái hộp này, hộp đu đủ sao đây, đây, đó, cái đó mọc nè, đó. Rồi ở đây nữa, rồi, dễ thương thì thôi á, cái đó, dễ dàng luôn vậy đó, đó. Có gì đâu mà, đây nè, quá dễ luôn ha. Quên hết luôn rồi đó. Nhưng mà nó chỉ mọc thôi, nhưng mà nó không có thích hợp với cái thời tiết ở đây. Thì khi thời tiết nó quá quá lạnh, mà quá lạnh thì nó sẽ chết. Ok rồi, thì mình cũng trước khi mình chấm dứt cái video của mình thì mình cho coi cái lại cái cây khoai lang tím của mình ha. Khoai lang tím mà khoai lang Duyên Ngọc mới ngon nè. Đó, nó không phải là loại thường đâu, loại loại của người Tây trong siêu thị bán mà. Là loại này, loại này mấy đứa nhỏ nó ăn thôi chứ mình không có thích cái này đó. Cái này là giống giống khoai lang Tây đó. Đó, khoai lang Tây nó vậy đó. Đó, nó làm kiểng thì được ha, nó đẹp ha. Thôi rồi, ok vậy thôi ha, bye.